Xin chào mọi người và xin chào mừng mọi người đến với kênh Ơn Chúa Ban. Thì đúng ra đó là mình đã lấy cái tên Tâm Tình Tạ Ơn, nhưng mà nó khó tìm quá. Nếu mà mọi người mà đánh vô YouTube Tâm Tình Tạ Ơn thì nó ra tùm lum hết, cho nên là mình đã quyết định thay đổi cái tên là Ơn Chúa Ban, cùng với lại cái trang Facebook đó cũng là tên Ơn Chúa Ban. Thì xin mọi người thông cảm, xin cảm ơn. Hôm nay là ngày 31 tháng 5, và cái lý do mà mình muốn bắt đầu vào cái ngày này á, là hôm nay là cái ngày lễ kính Đức Mẹ Trà Kiệu, cũng mang tước hiệu Đức Mẹ Phụ các giáo hữu. Giống như Úc á, là Đức Mẹ Phụ các giáo hữu là mừng vào ngày 24 tháng 5. Và Đức Mẹ Trà Kiệu thì cũng mang danh Đức Mẹ Phụ các giáo hữu thì mừng vào ngày 31 tháng 5. Nên chọn rồi. Và đây là bà nội của mình. Hello, xin chào mọi người. Mình là bà nội của cháu Andy. Tên là Maria Nguyễn Thị Thanh. Cháu Andy hồi này con ôm mẹ ha. Đâu rồi bà nội? Cháu Andy, ngày 11 tháng 8 năm 2002 thì cháu sanh ra được có 900 gram, và cháu rất là nhiều căn bệnh, nhưng mà trong tâm tình cầu nguyện á thì hai vợ chồng mình á thì cố gắng thì bám vào Chúa thôi. Chỉ là sự cố gắng thôi, nhưng mà nhiều ơn lắm. Chúa ban cho cháu Andy đến ngày hôm nay là gần 20 tuổi rồi. Tháng 8 này còn 2 tháng nữa là cháu sẽ được 20 tuổi. Mà hồi nãy á, căng á, là cháu được 86 kg, và cháu nặng cháu cao á, 1 thước 76. Cháu rất là cháu được khỏe mạnh, và cháu ao ước là nói về lời Chúa không à. Nhưng mà thật sự đó là sự cố gắng của cháu thôi. Cháu lập ra nhiều kênh lắm. Con kênh gì con nói ra cho bà, cho mọi người gì. Thì những cái kênh mà mình đã lập ra, đó là cái kênh Andy's Catholic Book Reviews, là mình giới thiệu sách. Và hồi nãy mình cũng có thâu cái video mà giới thiệu cái sách Lắng Nghe và Đáp Lại Lời Chúa Trong Thánh Lễ. Và mình sẽ cho vào cái phần mô tả cái đường link cho cái video đó cho mọi người có thể tham khảo. Và mình cũng làm cái video về sách Các Giới Kinh Phụng Vụ, là cái này đây, là mình cũng cho vào cái phần mô tả cho mọi người có thể tham khảo. Đấy, cũng như mọi người cũng thấy là cháu Andy đó là một đứa bé sinh ra và mang nhiều căn bệnh. Mình đã viết một câu chuyện để làm chứng về cháu lúc còn nhỏ. Đúng 12 tuổi mình đã viết, thì đến bây giờ cũng gần 8 năm rồi nhưng mình vẫn giữ. Nhưng mà mình thấy mỗi ngày đó thì cháu cứ ao ước nói về lời Chúa. Rồi cháu lại đi lễ là tiếng Latin. Yeah. Rồi đó, con kể về những cái mơ ước của con như thế nào cho mọi người nghe. Con đi lễ rồi con vô ca đoàn sao? Thì từ rất lâu rồi mình đã đam mê âm nhạc, và từ năm ngoái 2021 mình đã bắt đầu vào cái trường học nhạc. Và đến bây giờ mình cũng đã vô ca đoàn các giáo xứ. Và ca đoàn là tiếng Latin. Ca đoàn tiếng Latin với lại ca đoàn của bên Công giáo Maronite, đó là một giáo hội mà từ ban đầu thành lập đến bây giờ là bị bách hại nhiều lắm. Chắc có lẽ mọi người thấy cháu nó gọi bằng nó, cách xưng hô của cháu Andy cũng hơi khó đó, tại vì cháu nó sinh ra là lớn lên ở Úc á, cho nên là khi mà nó nói chuyện á là nó chỉ mi du không à,
Còn bây giờ nó thưa trình thì nó cũng hơi khó, thì mọi người cũng thông cảm và bỏ qua cho cháu. Nếu mà cháu nó nói nhiều khi nó lên YouTube thì biết là phải có những các bác lớn, các anh chị cao tuổi, nhưng mà cháu nó cứ gọi xưng mình này nọ thì xin bỏ qua cho cháu ha, để cho cháu nó gọi cho một tiếng là mình cho nó dễ rồi. Chắc chắn là cái chương trình này không thể là đưa lên cái bài viết này được, nhưng mà sau đó thì hai bà cháu sẽ đưa cái câu chuyện này lên Facebook không hả? Yeah, Facebook. Đưa lên Facebook, nếu mà ai mà đọc được câu chuyện này về cháu Andy đó thì xin share ra và giúp cho cháu Andy, vì cháu, cái lòng ao ước của cháu nó rất là mạnh, nó chỉ muốn nói lời Chúa không à. Mà nhất là chính cháu á, chính Andy hôm nay chọn tước hiệu Đức Mẹ phù hộ giáo hữu ở Trà Kiệu, Đức Mẹ Trà Kiệu ở Quảng Nam còn ha, ở giáo phận Đà Nẵng. Nhưng mà hai bà cháu chẳng hiểu gì nhiều đâu, yêu mến thôi, rất là yêu mến tước hiệu Đức Mẹ Trà Kiệu. Chỉ ao ước là nói về Đức Mẹ Trà Kiệu nhưng mà không có hiểu nhiều. Nếu mà ai mà biết nhiều về tước hiệu Đức Mẹ Trà Kiệu thì xin bình luận để cho mình biết thêm. Yeah. Thì xin nếu mà sau cái sau cái video này, nếu mà các bạn nào mà xem á mà biết thêm thì xin bình luận để cho mình biết thêm. Cháu Andy nó tất cả mọi tiếng Latin hay là tiếng Đông giáo lễ Đông phương hay là lễ tiếng Anh hay là tiếng Việt, là cháu tiếng Việt bây giờ tí nữa cháu sẽ đọc những cái bài đọc hàng ngày. Cháu ao ước là mỗi ngày cháu sẽ lên cháu đọc bằng tiếng Việt lời Chúa mỗi ngày để dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng mà lạ cái là cháu không bao giờ đi học nha, chưa đi học một ngày ở trường lớp nào cả. Đây là cháu tự cố gắng và cố gắng mỗi ngày, cho nên cháu được như vậy. Thì xin mọi người giúp cho cháu, ủng hộ cho cháu. Rồi con bắt đầu ha. Bây giờ là mỗi ngày thì hai bà cháu sẽ có một chương trình lên YouTube, thì xin mọi người giúp và ủng hộ. Rồi bây giờ con bắt đầu con đọc. Và đây là bài đọc cho ngày lễ hôm nay, là lễ Đức Maria thăm viếng bà Thánh Isabel. Bài trích sách ngôn sứ Sophonia: Reo vui lên hỡi thiên nữ, thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Đức Chúa. Xin lỗi mọi người, mình bị cận thị không có thể thấy được chữ, cho nên là mình phải để sát ở gần mắt mình. Bị che quá không con? Bị ánh sáng nó che quá không? Okay. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy người ta sẽ bảo Jerusalem: Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rùng rời. Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó là lời Chúa. Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc
truy tộc Juda. Bà vào nhà ông Zakaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thánh mộc Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Phải lật trang thôi. Bây giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Của bà. Đó, mọi người thấy cháu em đi đọc bị vấp, nhưng mà cặp mắt cháu rất là yếu, cháu không thấy, nhưng mà bây giờ cháu cố gắng thôi. Chiều nay con cho cái lời chứng này vô Facebook của ông bà nội hay là của con, thì con đọc cái tên đi này để cho các ông bà các bác giúp ủng hộ con. Hả? Vô coi cái này. Ừ. Không, bây giờ mình cho cái này vô Facebook nào, tên gì thì hay là lập cái trang Facebook mới. Cũng được. Thôi anh đi làm đi. Dạ. Yeah. Thì đối với cái lời chứng này thì mình sẽ lập ra cái trang Facebook để cho mọi người có thể tham khảo. Facebook gì? Chưa hả? Chưa. Ok rồi. Và khi mà mình có cái tên Facebook rồi á thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả cái đường dẫn đến Facebook đó. Ở dưới phần mô tả để cho mọi người tham khảo. Rồi. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, để ủng hộ mình xin đăng ký kênh, bình luận, chia sẻ và thích. Xin cảm ơn. Xin chào mừng mọi người. Xin chào. Xin chào mọi người, hai bà cháu. Bye bye.